Xin kính chào quý vị. Mời quý vị theo dõi bản tin nóng 12 giờ trưa của báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh. Bản tin trưa ngày hôm nay sẽ có những thông tin đáng chú ý sau đây. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự phiên họp sáng 20 tháng 11, kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15. Vụ Vạn Thịnh Phát, cựu phó thanh tra nhận hơn 8,7 tỷ đồng để lơ đi sai phạm. Lực lượng 141 hóa trang vây bắt quái xế trong đêm. Quân y đảo sinh tồn, cấp cứu ngư dân bị máy nghiền đá cuốn vào tay. Ông Netanyahu chỉ trích chính quyền Palestine vì nghi ngờ vụ tấn công 7 tháng 10 của Hamas. Thông tin chi tiết sẽ được chúng tôi gửi tới quý vị và các bạn ngay sau đây. Mời quý vị cùng theo dõi. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mới đây đã dự phiên họp sáng 20 tháng 11, kỳ họp thứ 6 Quốc hội khóa 15, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 6 sáng 20 tháng 11 năm 2023. Quốc hội thảo luận ở hội trường về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp Quốc hội thứ 5, Quốc hội khóa 15. Đợt 2 kỳ họp thứ 6 diễn ra từ ngày 20 đến ngày 29 tháng 11, với việc Quốc hội khóa 15 tiếp tục thảo luận nhiều vấn đề quan trọng và xem xét thông qua hàng loạt dự án luật, nghị quyết. Theo chương trình làm việc, trong sáng nay 20 tháng 11, Quốc hội thảo luận ở hội trường về kết quả giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp thứ 5 Quốc hội khóa 15. Chiều cùng ngày, các đại biểu thảo luận ở hội trường về dự thảo nghị quyết về việc áp dụng thuế thu nhập doanh nghiệp bổ sung theo quy định, chống xói mòn cơ sở thuế toàn cầu, việc giảm thuế giá trị gia tăng. Tại đợt hai này, Quốc hội cũng xem xét hàng loạt báo cáo quan trọng, báo cáo công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2023, báo cáo công tác năm 2023 của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, báo cáo công tác của Tòa án Nhân dân năm 2023, báo cáo công tác thi hành án năm 2023, báo cáo về công tác phòng chống tham nhũng năm 2023. Trong vụ án Vạn Thịnh Phát, ông Nguyễn Văn Hưng, cựu phó tránh thanh tra Ngân hàng Nhà nước bị cáo buộc nhận 390.000 USD, tương đương hơn 8,7 tỷ đồng để lơ đi sai phạm và báo cáo không trung thực về tình trạng ngân hàng SCB. Tại kết luận điều tra vụ án Trương Mỹ Lan, Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Bộ Công an đề nghị truy tố ông Nguyễn Văn Hưng, cựu phó tránh thanh tra Ngân hàng Nhà nước về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Ông này bị xác định nhận 390.000 USD từ nhóm bị can Trương Mỹ Lan và Ngân hàng SCB. Theo kết luận điều tra, với vai trò phó tránh thanh tra, ông Hưng đã ký quyết định thanh tra hai đợt đối với Ngân hàng SCB, ký phê duyệt kế hoạch thanh tra, tiếp nhận các báo cáo của trưởng đoàn thanh tra và chỉ đạo đoàn thanh tra trong toàn bộ quá trình thanh tra. Ông Hưng cũng là người trực tiếp duyệt văn bản, chỉ đạo, dựng dự thảo, ban hành kết luận thanh tra. Tại cơ quan điều tra, cựu phó tránh thanh tra Ngân hàng Nhà nước khai nhận, kết quả thanh tra của đoàn thanh tra đã làm rõ về thực trạng tài chính của Ngân hàng SCB là rất xấu, âm vốn chủ sở hữu, lỗ lũy kế, đủ điều kiện phải đưa vào diện kiểm soát đặc biệt. Vừa qua, các tổ công tác 141 hóa trang phối hợp với các tổ 141 công khai, Công an thành phố Hà Nội đã tổ chức vây bắt xử lý hàng loạt quái xế lạng lách đánh võng. Theo đó, các tổ công tác 141 Công an thành phố Hà Nội sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ trong việc thông tin, hỗ trợ, vây bắt, xử lý hàng loạt quái xế có hành vi lạng lách đánh võng tại quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Các tổ công tác liên ngành gồm Cảnh sát Giao thông và Cảnh sát Hình sự mặc thường phục tuần tra, kiểm soát tại khu vực phố đi bộ, Hồ Hoàn Kiếm và các tuyến phố phụ cận. Bên cạnh việc kiểm tra vi phạm nồng độ cồn, tổ công tác liên ngành 141 hóa trang xử lý hàng loạt đối tượng điều khiển xe nẹt bô lạng lách, đánh võng, hàng loạt các trường hợp có dấu hiệu đua xe, không đội mũ bảo hiểm, bị xử lý. Lực lượng chức năng đã tạm giữ 27 đối tượng có hành vi điều khiển xe nẹt bô, rú ga, có dấu hiệu gây rối trật tự công cộng, xử lý 25 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, trong đó 15 trường hợp vi phạm nồng độ cồn, nhiều trường hợp vi phạm mới chỉ sinh năm 2007-2008. Ngày 20 tháng 11, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận đã có công văn khẩn gửi các đơn vị có liên quan về việc tìm kiếm hỗ trợ cứu nạn 14 ngư dân đang gặp tai nạn trên biển. Cụ thể, lúc 3 giờ 30 sáng 20 tháng 11, tàu cá trên có 14 lao động trên tàu bị phá nước chìm tàu. Hiện các thuyền viên đang cố gắng bám vào phần nổi của tàu. Thời tiết khu vực có gió đông bắc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8. Văn phòng Ban Chỉ huy Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Thuận đề nghị Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh theo dõi chỉ đạo. Cụ thể, thông tin cho các đồn biên phòng
Hải đội 2 và huy động các tàu cá của Bình Thuận hoạt động gần khu vực tàu cá BD98268TS bị nạn, tăng cường quan sát, tìm kiếm và tổ chức cứu vớt các lao động bị nạn nếu phát hiện, cứu vớt kịp thời. Đài thông tin Duyên Hải Phan Thiết và Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận phát thông tin tìm kiếm cứu nạn để các tàu thuyền trong khu vực hoặc đi ngang qua vị trí tọa độ tàu cá bị chìm biết, tăng cường quan sát, hỗ trợ và tổ chức cứu vớt kịp thời. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, ngày 20 tháng 11, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ đêm không mưa, ngày nắng. Riêng vùng núi Bắc Bộ đêm có mưa vài nơi, đêm và sáng trời rét. Một số nơi ở vùng núi cao Bắc Bộ cần đề phòng khả năng xảy ra sương muối. Các khu vực khác chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Dự báo từ đêm 21 đến ngày 29 tháng 11, khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi. Riêng Bắc Trung Bộ đêm 23 ngày 24 tháng 11 có mưa rào rải rác, đêm và sáng trời rét. Trung Trung Bộ, Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ từ khoảng ngày 25 đến ngày 29 tháng 11 có khả năng xảy ra mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Ngoài ra trong ngày và đêm 20 tháng 11, khu vực Nam Biển Đông bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh. Các chuyên gia khí tượng lưu ý, do ảnh hưởng của gió Đông Bắc, toàn bộ tàu thuyền, các hoạt động khác tại các khu vực vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn. Tiếp theo chương trình là những thông tin đáng chú ý khác. Lúc 18 giờ ngày 19 tháng 11, Bệnh xá đảo Sinh Tồn, huyện Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa tiếp nhận cấp cứu ngư dân Ngô Văn Hải, 46 tuổi, ngụ thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định, là thuyền viên trên một tàu cá do ông Nguyễn Văn Bé, quê Bình Định làm chủ. Qua thăm khám, quân y đảo Sinh Tồn chẩn đoán ngư dân Hải bị thương bàn tay trái, gãy khối xương trụ cốt cổ tay, đứt gân cơ duỗi ngón tay bàn tay trái giờ thứ 10. Lực lượng quân y sau đó tiến hành cắt lọc, khâu vết thương, cố định ổ gãy bằng nẹp cẳng bàn tay và khâu gối gân cho ngư dân Hải. Trước đó, khoảng 8 giờ 30 phút cùng ngày, trong quá trình khai thác hải sản trên vùng biển cách đảo Sinh Tồn khoảng 45 hải lý, ngư dân Hải gặp phải tai nạn nghề nghiệp từ máy nghiền đá. Sau khi được cấp cứu, sức khỏe của ngư dân Hải đã ổn định, tiếp tục lưu trú tại đảo để theo dõi và điều trị. Vừa qua tại tỉnh Quảng Ngãi đã xảy ra một vụ tai nạn do dây điện võng xuống đường khiến một người tử vong. Được biết vụ tai nạn xảy ra trên tuyến đường Hoàng Sa, xã Tịnh An, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. Nạn nhân là bà NTT tên viết tắt, 51 tuổi, ngụ xã Tịnh Long, thành phố Quảng Ngãi. Thời điểm trên, bà T chạy xe máy từ trung tâm thành phố Quảng Ngãi về nhà ở xã Tịnh Long. Khi đến đường Hoàng Sa, đoạn đang thi công đập dân hạ lưu sông Trà Khúc, bà T bị vướng vào dây điện võng xuống đường, dẫn đến tai nạn tử vong. Sau khi xảy ra tai nạn, Điện lực Sơn Tịnh đã cử người đến cắt điện, tháo dỡ đường dây để đảm bảo an toàn giao thông. Ngày 20 tháng 11, Công an huyện Phú Tân, tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam Nguyễn Hữu Nghị, 37 tuổi, ngụ xã Phú Thạnh, huyện Phú Tân, về tội lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản. Theo kết quả điều tra ban đầu, từ tháng 9 năm 2021, Nghị công tác tại Ủy ban Nhân dân xã Phú Thạnh, sau đó được luân chuyển công chức địa chính, nông nghiệp, xây dựng và môi trường tại Ủy ban Nhân dân xã Phú Lâm, huyện Phú Tân. Trong lúc công tác ở hai xã, Nghị lợi dụng chức vụ được giao để thực hiện hành vi thỏa thuận nhận tiền, bảo lãnh làm cấp mới, sang tên và chuyển mục đích sử dụng đất cho 11 người, 12 hồ sơ ở xã Phú Thạnh và 5 người, 5 hồ sơ ở xã Phú Lâm. Tuy nhiên, Nghị chỉ thực hiện làm một phần hoặc không thực hiện làm theo nội dung đã thỏa thuận, rồi chiếm đoạt gần 500 triệu đồng của 16 người này. Sự việc sau đó được người dân tố cáo đến công an. Ngày 20 tháng 11, Công an huyện Đắk Song, Đắk Nông cho biết đã khởi tố bị can và bắt tạm giam Nguyễn Văn Tâm, ngụ bản Đắk Lép, xã Nâm Nơn Rang, để điều tra về tội chống người thi hành công vụ. Trước đó, tổ công tác thuộc đội cảnh sát giao thông trật tự công an huyện Đắk Song tuần tra trên địa bàn xã Nâm Nơn Rang phát hiện Tâm điều khiển xe máy có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng lại kiểm tra. Lúc dừng xe, Tâm có những hành động lời nói xúc phạm lực lượng làm nhiệm vụ. Kết quả kiểm tra nồng độ cồn, Tâm vi phạm ở mức 0,351mg trên 1 lít khí thở và bị lập biên bản vi phạm hành chính. Lúc này, Tâm bất ngờ nổ máy cắt cỏ mang theo tấn công tổ công tác đang làm nhiệm vụ. Mặc dù tổ công tác yêu cầu tắt máy, dừng ngay hành vi nguy hiểm, nhưng Tâm không chấp hành. Kết quả một thiếu tá công an đã bị máy cắt cỏ của Tâm làm bị thương ở chân trái. Tiếp theo chương trình là những thông tin quốc tế nổi bật được chúng tôi cập nhật đến 12 giờ trưa nay. Vừa qua, cơ quan tình báo nội địa Israel
Shin Bet và lực lượng phòng vệ Israel cho biết, kể từ đầu xung đột, nước này đã bắt hơn 100 binh sĩ của phong trào vũ trang Hồi giáo Hamas kiểm soát giải Gaza, Palestine để đưa về Israel thẩm vấn, theo tờ The Times of Israel. Theo tuyên bố chung của Shin Bet và lực lượng phòng vệ Israel, những binh sĩ Hamas bị bắt thuộc lực lượng tên lửa, lực lượng bắn tỉa, chuyên gia chất nổ và chuyên viên hậu cần của nhóm này. Những người bị bắt đang trong quá trình bị thẩm vấn. Nhiều người đã cung cấp thông tin về vị trí các đường hầm và kho vũ khí của Hamas, tuyên bố cho biết thêm. Thủ tướng Israel ông Benjamin Netanyahu mới đây chỉ trích chính quyền Palestine vì cho rằng Palestine nghi ngờ vụ tấn công ngày 7 tháng 10 là do Israel dàn dựng, theo The Times of Israel. Theo Israel, chính quyền Palestine đang lưu hành một tài liệu nói rằng cuộc điều tra sơ bộ của cảnh sát Israel cho thấy vụ tấn công ngày 7 tháng 10 tại một bữa tiệc ở gần biên giới Israel-Gaza là Israel tự tấn công công dân mình và đổ lỗi cho Hamas để lấy cớ cho cuộc đổ bộ vào Gaza. Bình luận về thông tin này, ông Netanyahu cho biết chính quyền Palestine đã nói một điều hoàn toàn phi lý. Họ phủ nhận rằng chính phủ Hamas đã thực hiện vụ thảm sát kinh hoàng tại lễ hội gần Gaza. Họ thực sự đã cáo buộc Israel thực hiện vụ thảm sát đó. Đây là đảo ngược hoàn toàn sự thật. Ông Netanyahu chỉ trích Tổng thống Palestine, ông Mahmoud Abbas, vì đã phủ nhận sự tồn tại của vụ thảm sát do Hamas gây ra, gọi việc này là không thể chấp nhận được. Bên cạnh đó, ông Netanyahu cũng bình luận về khả năng Israel đồng ý để chính quyền Palestine quản lý Gaza thời hậu chiến. Hãng thông tấn TASS dẫn tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho biết, quân đội Nga ngày 19 tháng 11 đã tấn công các kho đạn dược, phá hủy kho chứa nhiên liệu cho máy bay Ukraine ở tỉnh Kirovograd và thủ đô Kiev. Bộ này cũng nói rằng các hệ thống phòng không Nga đã chặn được hai rocket phóng từ hệ thống pháo phản lực bắn loạt HIMARS và tổ hợp pháo phản lực phóng loạt VICAM phá hủy 31 UAV của Ukraine trong 24 giờ qua. Trên hướng Donetsk, Nga tuyên bố đẩy lùi 6 đợt tấn công của Ukraine, loại khỏi vòng chiến đấu 240 binh sĩ, 1 xe tăng, 1 xe chiến đấu bộ binh, 2 xe và 1 lựu pháo M-STAB của đối phương. Nga cũng nói rằng Ukraine đã bắn 5 quả đạn từ nhiều hệ thống vào Donetsk trong ngày 19 tháng 11, khiến một phụ nữ thiệt mạng. Tại Kherson, Bộ Quốc phòng Nga báo cáo rằng Ukraine đã tổn thất tới 20 binh sĩ. Ngày qua, Nga cáo buộc về sự xuất hiện của một UAV nghi của Ukraine tại quận Pokrovskoye, ngoại ô thủ đô Moscow, vào lúc 1 giờ sáng ngày 19 tháng 11 theo giờ Moscow. Một nỗ lực của chính quyền Kiev nhằm thực hiện một cuộc tấn công khủng bố vào các cơ sở trên đất Nga bằng UAV đã bị chặn. Tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nga viết, cho biết UAV này đã bị phòng không Nga phá hủy. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin 12 giờ trưa. Quý vị đừng quên nhấn chuông theo dõi và đồng hành cùng chúng tôi ở tất cả các khung giờ để cập nhật những thông tin mới nhất. Xin chào và hẹn gặp lại!